Tiếng Việt lớp 1, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Bài 134, trang 72. Kể chuyện Chim Họa Mi. Ngày xưa, có một ông vua sống trong một cung điện tuyệt đẹp. Trong cung điện có khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ. Điều kỳ diệu nhất trong khu vườn là có một con chim họa mi có tiếng hót mê hồn. Lời ca ngợi chim họa mi đến tai vua. Nhà vua đòi người hầu đem họa mi đến hót cho vua nghe. Tiếng hót tuyệt diệu của họa mi làm nhà vua cảm động rơi nước mắt. Ngài giữ họa mi ở lại trong cung điện. Ít lâu sau, có người tặng cho nhà vua một con chim họa mi chạy bằng máy. Họa mi máy có thể hót liên tục 30 lần mà không mệt. Cả triều đình rất thích con chim giả. Họa mi thật buồn bã bay đi. Vài năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng. Nằm trên giường bệnh, nhà vua khao khát được nghe tiếng hót của họa mi. Nhưng chim máy dùng lâu đã hỏng và ngưng hót. Giữa lúc đó, chim họa mi bé nhỏ từ rừng xanh bay về, đậu trên cành cây bên cửa sổ, hót cho vua nghe. Tiếng hót của họa mi không khác gì liều thuốc bổ, giúp vua khỏi bệnh. Nhà vua tha thiết giữ họa mi ở lại, nhưng họa mi xin được trở về rừng. Nó hứa chiều chiều sẽ bay đến bên cửa sổ, hót cho vua nghe. Chim họa mi. Ngày xưa, có một ông vua sống trong một cung điện tuyệt đẹp. Trong cung điện có khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ. Điều kỳ diệu nhất trong khu vườn là có một con chim họa mi có tiếng hót mê hồn. Lời ca ngợi chim họa mi đến tai vua. Nhà vua đòi người hầu đem họa mi đến hót cho vua nghe. Tiếng hót tuyệt diệu của họa mi làm nhà vua cảm động rơi nước mắt. Ngài giữ họa mi ở lại trong cung điện. Ít lâu sau, có người tặng cho nhà vua một con chim họa mi chạy bằng máy. Họa mi máy có thể hót liên tục 30 lần mà không mệt. Cả triều đình rất thích con chim giả. Họa mi thật buồn bã bay đi. Vài năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng. Nằm trên giường bệnh, nhà vua khao khát được nghe tiếng hót của họa mi. Nhưng chim máy dùng lâu đã hỏng và ngưng hót. Giữa lúc đó, chim họa mi bé nhỏ từ rừng xanh bay về, đậu trên cành cây bên cửa sổ, hót cho vua nghe. Tiếng hót của họa mi không khác gì liều thuốc bổ, giúp vua khỏi bệnh. Nhà vua tha thiết giữ họa mi ở lại, nhưng họa mi xin được trở về rừng. Nó hứa chiều chiều sẽ bay đến bên cửa sổ, hót cho vua nghe. Tiếp theo, các em hãy quan sát cho cô 6 bức tranh trong câu chuyện và trả lời một số câu hỏi cho cô nhé. Tranh số 1. Nhà vua sống ở đâu? Nơi đó có khu vườn thế nào? Điều kỳ diệu nhất trong khu vườn là gì?
Câu trả lời là nhà vua sống trong một cung điện tuyệt đẹp. Nơi đó có khu vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ. Điều kỳ diệu nhất trong khu vườn là có một con chim họa mi, có tiếng hót mê hồn. Tranh số 2. Nhà vua làm gì để được nghe họa mi hót? Tiếng hót của họa mi làm vua cảm thấy thế nào? Câu trả lời là nhà vua đòi người hầu đem họa mi đến hót cho vua nghe. Tiếng hót tuyệt diệu của họa mi làm nhà vua cảm động, rơi nước mắt. Nhà vua giữ họa mi ở lại trong cung điện. Tranh số 3. Ít lâu sau, nhà vua được tặng một con chim máy có đặc điểm gì? Vì sao họa mi thật buồn bã bay đi? Câu trả lời là nhà vua được tặng một con chim máy có thể hót liên tục 30 lần mà không mệt. Họa mi thật buồn bã bay đi vì cả triều đình đều thích con chim giả. Tranh số 4. Lúc bệnh nặng, nhà vua khao khát điều gì? Vì sao chim máy không hót được? Câu trả lời là lúc bệnh nặng, nhà vua khao khát được nghe tiếng hót của họa mi. Chim máy không hót được vì dùng lâu đã bị hỏng. Tranh số 5. Họa mi thật làm gì? Tiếng hót của nó giúp nhà vua thế nào? Câu trả lời là họa mi thật từ rừng xanh bay về, đậu trên cành cây bên cửa sổ, hót cho nhà vua nghe. Tiếng hót của nó như liều thuốc bổ, giúp nhà vua khỏi bệnh. Tranh số 6. Nhà vua muốn giữ họa mi ở lại, nhưng nó xin vua điều gì? Nó hứa gì? Câu trả lời là nhà vua muốn giữ họa mi ở lại, nhưng nó xin được trở về rừng. Nó hứa chiều chiều sẽ bay đến bên cửa sổ, hót cho nhà vua nghe. Các em hãy cho cô biết, qua câu chuyện này, muốn nói lên điều gì? A. Câu chuyện khen ngợi chim họa mi, có tiếng hót kỳ diệu, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Họa mi thật quý giá hơn nhiều so với họa mi giả, vì họa mi thật sống tình cảm, gắn bó với con người. Họa mi máy chỉ là một cái máy biết hót, không có tình cảm. Câu chuyện cũng là lời khuyên, không nên có bạn mới mà quên đi bạn cũ.